Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama chọn người tâm phúc Susan Rice làm cố vấn an ninh quốc gia, tin từ Washington DC. Tổng thống Obama trong ngày 5 tháng 6 năm 2013 đã chỉ định người tâm phúc bà Susan Rice làm người cố vấn an ninh quốc gia, một hành động mà có thể đưa lại sự tăng cường kiểm soát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Sự chỉ định này bất chấp sự phản đối của thành viên lập pháp thuộc đảng Cộng hòa mà từng lên tiếng chỉ trích cách xử lý vụ tấn công khủng bố lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Libya và ngăn chặn sự đề cử bà Rice làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng lần này, Tổng thống Obama đã tránh được sự phản đối giữa Quốc hội Hoa Kỳ về việc đề cử bà Rice vì chức vụ cố vấn an ninh quốc gia không cần Quốc hội thông qua. Bà Rice sẽ thay thế cho ông Tom Daniel và dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bào chữa cho chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama, nhất là chính sách đối với Syria.